Thưa quý vị, bệnh lý đái tháo đường gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm vào tim mạch, thần kinh thận. Và đối với mắt, đái tháo đường là nguyên nhân gây nên các bệnh lý như tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và các bệnh lý liên quan đến võng mạc. Những bệnh khiến thị lực của bệnh nhân suy giảm nghiêm trọng, có thể dẫn đến mù mắt nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, những biến chứng về mắt do đái tháo đường hoàn toàn có thể đề phòng và kiểm soát được. Các chuyên gia y tế cho biết đến 30% bệnh nhân đái tháo đường bị các biến chứng ở mắt trong 10 năm đầu mắc bệnh. Và sau 10 đến 20 năm bị bệnh thì hơn 80% bệnh nhân đái tháo đường bị các biến chứng ở mắt. Các biến chứng ở mắt của bệnh nhân đái tháo đường phổ biến là glaucoma, đục thủy tinh thể, các bệnh lý liên quan đến võng mạc. Nếu không phát hiện và điều trị sớm, mắt sẽ giảm thị lực đến 95%. Ông Nguyễn Hòa An ở phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu được phát hiện mắc bệnh tiểu đường gần 20 năm nay. Cách đây 6 năm, thị lực của ông An có biểu hiện suy giảm, dễ mỏi. Do đã nắm rõ những biến chứng của bệnh đái tháo đường, nên ông An đi kiểm tra mắt và ông đã bị xuất huyết võng mạc, xuất huyết pha lê thể. Được điều trị kịp thời, đúng mức, mắt của ông An nay đã hồi phục ổn định. Thì cũng có tham khảo y văn, rồi sách vở, rồi biết được, thấy sợ rồi mới đi khám. Phát hiện được chích luôn. Anh Trần Văn Cường ở phường 12 thành phố Vũng Tàu mắc bệnh tiểu đường hơn 6 tháng nay. Chỉ sau 4 tháng kể từ khi phát hiện bệnh, mắt anh Cường đã có các biểu hiện nhìn mờ nhòe. Được bác sĩ cung cấp kiến thức đầy đủ về bệnh lý đái tháo đường và những biến chứng đi kèm nên anh Cường đến bệnh viện mắt khám bệnh. Kết quả anh Cường bị phù võng mạc, xuất huyết võng mạc. Anh Cường được các bác sĩ chỉ định tiêm nội nhãn để điều trị. Thì tất nhiên là con mắt là quan trọng nhất của mình mà. Ví dụ không có mắt thì thật sự rất là khó. Nên rất là quý mắt, nên thấy mình hơi bị cái là mình phải đi khám. Thì theo thống kê thì khoảng chừng 50 đến 80% nếu bệnh nhân tuân thủ quy trình thì sẽ cải thiện được cái một phần thị lực. Và quan trọng nhất đó là sẽ giúp cho bệnh nhân giữ nguyên được thị lực và không bị mất đi. Hoặc là nếu có mất đi thì tỷ lệ nó mất đi sẽ chậm hơn. Còn nếu như không tuân thủ quy trình đó thì thị lực đi mất đi rất nhanh và có những bệnh nhân có thể ngày mù đi trong vòng một vài năm. Hiện trung bình mỗi tháng, Bệnh viện mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo dõi và điều trị cho 100 bệnh nhân có các biến chứng ở mắt do bệnh đái tháo đường. Tuân thủ yêu cầu điều trị và tái khám định kỳ, thị lực của bệnh nhân được giữ ổn định. Tuy nhiên, một điều đáng lo ngại là chỉ có một số ít bệnh nhân đái tháo đường đến kiểm tra mắt định kỳ nên phát hiện sớm. Còn lại, hầu hết bệnh nhân đái tháo đường chỉ đi khám khi mắt đã có chuyển biến nặng, khiến cho việc điều trị phục hồi thị lực khó khăn hơn. Bên cạnh cái việc khám mắt định kỳ, điều trị mắt theo chỉ định của bác sĩ thì họ phải điều trị cái đường huyết ổn định, phải có chế độ dinh dưỡng, kiêng khem phù hợp và phải có cái chế độ tập luyện, hoạt động thể lực để làm cho cái lượng đường huyết của mình ổn định. Để phòng chống các biến chứng về mắt, đặc biệt là bệnh lý võng mạc, người bệnh tiểu đường cần kiểm soát tốt đường huyết ngay từ khi mới phát hiện bệnh. Khi chưa có biến chứng mắt, người bệnh đái tháo đường nên khám chuyên khoa mắt 6 tháng đến 1 năm một lần nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời các biến chứng về mắt.